xin kính chào cô chú anh chị, ngày mới an lành ạ. Rất vui gặp lại cô chú anh chị trên kênh Nó Mát Miền Tây. Hôm nay chúng ta cùng đi chợ Bắc Cái Đầm nha cả nhà ơi. Xa xa kia tôi thấy có một logo chợ, nhưng cao quá, không biết cả nhà mình có nhìn thấy không. Logo chợ Bắc Cái Đầm nha cả nhà. Chúng ta cùng đi vào trong đi chợ nha. Xem bà con mình người buôn người bán, người mua người bán như thế nào nha cả nhà. Cũng khá là lâu rồi tôi mới trở lại chợ này. Từ hồi năm ngoái á cả nhà. Còn đây là phía trong nhà lòng chợ nè. Nhưng mà thôi mình đi muốn đi bên hông quá, nhưng mà thôi đi thẳng vô nhà lòng luôn nha. Chợ Bắc Cái Đầm thì tôi thấy nhà lòng rộng lớn lắm cả nhà. Nhưng bà con mình thì cũng đóng cửa những kiosk, có vẻ là đóng đã lâu lắm rồi nè. Không có thấy mở cửa để buôn bán sinh hoạt lại đâu. Và cứ những cái kiosk thì là rác vụn như thế này. Còn đây là phía trong nhà lòng chợ nha cả nhà. Ở phía trước nhà lòng tôi thấy cũng rất là rộng, nhưng bà con mình cũng bỏ trống không có buôn bán gì hết, mà buôn bán ở phía sau này nè. Phía bên trong thì có những cái sạp như vậy, cũng cao ráo thoáng mát, cả nhà ha, sạch sẽ ha. Gian hàng này tôi thấy trưng bày rất là sạch sẽ đẹp mắt ha cả nhà, tiện cho bà con mình đứng để lựa chọn để mua nè. Em lên YouTube Ấm Áp Miền Tây. Dạ đúng rồi. Dạ. Dạ. Em quay chợ này lần này lần hai rồi. Em quay hồi trong năm á. Nấm rơm này cũng cát khỏi ha cả nhà ha. Nấm nhỏ nhỏ này nè, nấu nguyên cá này khỏi. Nấm vàng, nấm trắng thì lấy trời nó ngon lắm chừng. Hồi ngày nó cũng thấy mẹ nó rồi. Cô. Dạ. Bánh thử nữa. Bánh thử. Dạ. Mẹ đem vô cho con luôn á vậy. Hết cái này của cô á hả? Đó. Dạ. 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 Có mấy lần con thấy vậy, còn một cái chợ đi vô trong nữa. Đây là chợ cá, chợ thịt ngoài. Dạ 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 con biết rồi, con nhớ rồi. Chợ này á cả nhà thì là nói liền hai ba đoạn là cả nhà ơi. Ví dụ như là cái nhà lòng đầu tiên, bước vô nhà lòng đầu tiên thì bỏ trống không có buôn bán gì ha. Rồi bước vô trong này thì là bà con mình bán rau củ nè. Vô trong này thì bà con mình bán rau củ. Thôi con đi vô trong đây chút nữa nghe gì. Dạ. Rồi dạ. Bắp nè. Cũng đủ thứ cả nhà. Chợ mà. Cho nên là cũng bán không thiếu món gì hết. Để cho bà con mình dễ mua. Còn mắm cầu
sầu sim, này là món sầu sim. À, còn đây là trái mây nha. À, me thái, trời ơi, gian hàng trái cây của chị quá trời lợi rộng luôn này, nhiều loại lắm cả nhà ơi, đẹp quá à. À, cái đoạn ở bên trong thì đây nè, cái khúc bên trong này thì là bên trong đó thì mình bán bà con mình bán cá tôm. Thấy bên đây có cái bánh tét, bánh ú nữa nè cả nhà, nhìn chút xíu nữa mình mới rẻ bên đây nha. Ngon quá à, đồ ngon lắm cả nhà, non lắm nè, bí cũng non, xèo nè. Ôi, đồ trong vườn trong rẫy đó mà đã bán ngon đó. Ở đây cũng là một dãy nhà lồng bà con mình cũng bán ở bên trong nữa nè. Nhà lồng của chợ Bắc Cái Đầm này tôi thấy rất là rộng, cao ráo thoáng mát cả nhà, nhưng không hiểu vì sao mà phía trước kiosk thì lại đóng cửa không có buôn bán ở đó. Bà con mình bán tập trung hết phía ngoài này. Mùa này thì miền Tây mình đã vô mùa trái cây từ hồi tháng 4, tháng 5 cho đến bây giờ, cho nên là rất nhiều loại trái cây nè cả nhà. Bước vào mùa rồi trái cây đủ màu sắc hết, rất là đẹp mà ngon nữa nha cả nhà. Trái cây miền Tây thì là khỏi phải nói rồi. Lên cái kênh khác. Tại vì em có hai kênh lận, em quay em không đăng kênh này, em đăng kênh kia. Còn hôm nay quay là sẽ đăng cái bên cái kênh nó mát miền Tây. Trời ơi, bông bí nè, bông điên điển nữa nè. Đó, chợ miền Tây mình thật tuyệt vời. Tuy là bông thôi nhưng mà là ngon số 1 luôn đó. Như bông bí, bông điên điển, rồi bông súng. Bông không à vậy chứ mà ăn ngon xuất sắc luôn. Trời ơi, rau trong đồng ra không rồi nè cả nhà. Đó, có mấy trái mướp nè, rồi mấy cái trái dưa nụ nè, đó vậy thôi. Ngon quá à. Nhưng như những lần trước mình đã từng nói với lại cả nhà rồi đó, mình thì không được mua gì hết, mẹ đi chợ rồi. 6 giờ là mẹ đi mẹ mua rồi. Cho nên là mình chỉ đi quay phim rồi mình về, chứ mình không có mua cái gì hết. Không mua dưỡng hồ bà con được hết á. Còn cái gian hàng của cô đây thì có sầu đâu, cũng lâu lâu rồi mới thấy sầu đâu nè. Nó là đủ thứ hết trơn. Sầu đâu tuy đắng nhưng mà ăn vào rất là ngọt, nó có cái vị, có cái hậu ngọt ngọt nha, ngon lắm cả nhà. Thôi mình đi xích xích cho trong chút xíu nữa nha. Chợ tôi thấy rộng lớn lắm cả nhà. Tuy là chợ xã thôi nhưng mà rộng lắm, chợ lớn lắm, bán đủ thứ hết. Bây giờ mình sẽ đi từng khu nha, đi từng khu cho cả nhà xem nha. Để mình đi hết cái bên kia xong rồi mình mới đi vào bên trong nữa nha. Hôm nay mình đến sớm hơn và mình có thời gian nhiều hơn, thì mình sẽ ghi hết chi tiết tất cả các nơi cho cả nhà mình xem kỹ hơn ha. Đến gian hàng đồ mũ thì thôi đủ màu sắc, rất là đẹp mắt.
ri, táo sơ ri, xoài và trái cốc, rồi bơ. Chỉ có sơ ri khi chín chín lên thì màu đỏ rất là đẹp mắt. Như chợ nào cũng vậy thì có những bộ quần áo may sẵn, cũng tiện cho bà con mình, cho chị em phụ nữ chúng ta mua về cái mặt luôn ha, khỏi phải may nè. Là nhìn những bộ quần áo đẹp chút xíu nữa rồi. Tây Nam Bộ nè, nhưng đủ màu hết nha cả nhà, màu đỏ, màu xanh, màu tím và màu đen, đen trắng, cái này thì đỏ trắng nè. Cho em trai dạ lâu rồi chị, chợ bán đồ ăn ngon quá bà con dạ. Đi chợ hôm nay mình đi đúng thời điểm cho nên bà con đi chợ rất là đông. Thôi bây giờ mình xuống mình xem chợ cá nha, xuống là bữa nay đi quay nữa dạ. Phía trong đây không có đèn cho nên hơi tối nha cả nhà ơi. Đây là chuột nè, rồi hến nữa nè, đó, loại cá lòng tông. Trời ơi, cái mương nước chọn cái nào cũng có, hay có cá chả nữa nè cả nhà. Ở không cây cá thì được hết. Nó đủ thứ. 8 giờ bán được nhiều không cô? Dạ, cũng qua qua vậy. Đây ra ha. Dạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đến chợ sớm hơn cho nên bà con đi chợ còn khá là đông. Hồi nãy những nhà hàng kia thì hải sản, còn đây là cá đồng nha cả nhà. À, còn đây là cá đồng nè. À, ra. À, cái chợ Bắc Cái Đầm này á, thì là chia làm 3 đoạn. À, đầu tiên là mình vô là mình thấy bán rau củ ha. Cái cách một khoảng sân, cái đi vào trong đây thì là tôm cua cá thịt ở trong này. À, rồi còn mình đến phía sau nữa là tôi thấy bán bánh trái rồi nhiều lắm cả nhà. Mình đi xuống trong mình quay nữa nha. Tôm, mực nè, chợ nào cũng vậy hết. À, đồ đồng, đồ hải sản gì thì rất là nhiều. Cô nữa nè, ngon quá trời luôn à. Nói về miền Tây mình thì mắm là xuất sắc, khỏi phải chê đâu hết trơn á, thơm lắm cả nhà. Mình đứng đây mình nghe mùi thơm lắm. À, còn đây thì thấy để bán sô quay, bánh mì. Ở phía trong này thì tôi thấy bán các loại bánh rồi nước mát, cũng như bánh mì đồ ăn sáng á cả nhà. Để nằm ở phía cuối cùng. À, như mình đi quay những chợ khác thì là mình thấy bán ăn sáng hay là bánh trái đều nằm đầu chợ ha cả nhà ha. Còn chợ Bắc Cái Đầm của mình ở đây thì lại nằm phía cuối cùng nha cả nhà. Bởi vậy bà con mình có đi chợ thì phải đến cái hàng cuối cùng của chợ nha. Thì tôi thấy từ ở ngoài cái logo chợ Bắc Cái Đầm đi vào đây thì cái hàng chè bánh đồ thì nằm phía sau cùng hết hả cả nhà ha. Mình phải chịu khó đi vào bên trong chút xíu nữa thì mới thấy nha. Cũng là nằm ở phía đường, vậy là chợ này nằm ở giữa cả nhà ơi. Ở đây tôi cũng có thấy đường bà
con mình lưu thông qua lại nữa nè. Ở đây là bánh mì ba tê, xôi giò, xôi tím. Ồ, đây là những gian hàng bán bánh ở phía đầu chợ này, ở phía con đường này cả nhà ơi, chứ không phải là phía sau đâu. Ở phía sau là chúng ta đi từ chợ phía cửa Bắc Cái Đầm đi vô thì là phía sau. Bánh bao phía ngoài nè cả nhà. À, cặp bờ sông này rất là thoáng mát luôn á. À, không phải là nằm ở phía sau đâu mà nằm phía mặt sau của con đường này nha cả nhà. À, phía sau này thì tôi thấy tôi không có thấy có logo chợ. À, nhưng mà phía sau này rất là mát. Bởi vì nằm cặp với bờ sông này gió thổi là mát lắm cả nhà. Còn đây thì đường đi đâu thì mình cũng không biết nữa. Mình chỉ biết có chợ thì mình ghi hình cho cả nhà xem thôi nhé. Còn phía đây thì bán tạp quá. Phía ngoài này thì đồ ăn sẵn nè cả nhà. Các thứ bánh mì nè. Bánh mì nè, cái cây nè. Rồi bước vô nữa là chè bánh, rồi giữa nữa thì là mới cá tôm thịt, rồi nữa là rau củ hết cả nhà. Tôi thấy chợ thì cũng nằm ở phía bờ sông như vậy nè, rất là thoáng mát luôn. Đây là phía bên ngoài, khu vực phía bên ngoài chợ. Cái đồ modern đẹp quá cả nhà. Còn đây là những cái đôi dép xinh xinh cho các bé nè. Cưng không? Cái này mới chập chững biết đi á, dễ thương quá cả nhà ha. Rồi những ba lô nhỏ nhỏ cho các bé đi chuẩn bị đi vô mẫu giáo nữa nè, dễ thương không? Có Doraemon đó nè, đẹp quá, nhiều mẫu mã quá cả nhà. Chợ Bắc Cái Đầm này tôi thấy bán đồ rất là nhiều, mà đồ cũng ngon đó nha cả nhà. Đến đây hình như là hết chợ rồi á. Bên hông phía bên đây thì tôi thấy bà con mình không có bán gì hết. Đến đây tôi đi không thấy chợ nữa nè. Thôi kệ, mình đi một chút nữa nha.
Thôi đến đây cũng hết chợ rồi, có lẽ tôi cũng xin tạm dừng video của mình ở đây ạ. Rất cảm ơn cô chú anh chị suốt thời gian qua đã luôn yêu thương đồng hành cùng tôi trên kênh Nó Mát Miền Tây ạ. Giờ đây xin hẹn gặp lại cô chú anh chị vào những clip sau. Xin chúc cả nhà mình có những ngày mới thật là an lành, thật nhiều sức khỏe và luôn hạnh phúc bên gia đình, bên những người thân yêu của mình nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ạ. Bye bye. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy chia sẻ và đăng ký kênh để theo dõi video mới nhé.